Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video này em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc xe địa hình, một thương hiệu của một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của đất nước Canada. Đó là thương hiệu Callondale. Và đây là một cái dòng địa hình cũng khá là nổi tiếng của cái thương hiệu này, đó là dòng Trên 6. Thì chiếc xe này em nhập từ nước ngoài và ở Việt Nam cũng có đang bán mới, đó là Callondale Trên 6. Đây là một chiếc xe đạp rất là tốt. Và ở cái thời gian trước ấy, thì em bán rất là nhiều xe đạp địa hình rồi, nhưng thường thì nó sẽ là cái cấu hình là bánh 26 inch. Thì một số bác cao to và có cân nặng trên 60-70 cân thì rất là thích kiếm cái chiếc xe địa hình bánh 27 inch, 27,5 inch. Thì em đợt đó em chưa có, và đây chiếc xe này em đã về, đó là chiếc xe đạp địa hình thương hiệu Callondale Canada và bánh 27,5. Và đây là chi tiết của chiếc xe, như bác có thể nhìn thấy. Cấu tạo của chiếc xe được cấu tạo bằng khung nhôm hợp kim siêu nhẹ Callondale. Tổng thành sơn của chiếc xe thì mang một cái sơn sần, không có dầu bóng, sơn đen sần luôn. Thương hiệu Callondale. Model của dòng này là dòng Trên 6. Các bác có thể lên Google tra thêm để biết thêm thông tin chi tiết về xe ở bên nước ngoài. Callondale cách Callondale cách Trên 6. Chỗ này là chữ 27,5, có ý nghĩa là cái dòng địa hình này là trang bị bánh 27,5 chứ không phải bánh 26 inch. Thì tất cả những cái lốp mà em đã bán ra, ví dụ lốp 26 inch, 27 inch hay là 29 inch, thì tất cả em sẽ bảo hành trọn đời, là đều có thể có lốp để cho các bác thay thế. Bởi vì xe em còn nhập được thì không có lý gì lốp em không mua được cả. Em còn một cái ngành kinh doanh nữa là đó là bán buôn phụ tùng cho các bác thợ trên toàn quốc. Cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm về tất cả các loại cỡ lốp bên em đều có thể lấy được. Không lấy được ở nước này thì em lấy ở nước khác. Cho nên các bác hoàn toàn yên tâm là lốp cỡ gì em cũng có. Và đây là cỡ 27,5. Về phần yên, chính hãng của hãng có chữ logo và hình thức còn khá là đẹp. Đây, như các bác có thể nhìn thấy chiếc tem của chiếc của cái khung xe này, có chữ USA này, Canada. Thương hiệu này là thường sẽ xuất hiện ở vùng Bắc Mỹ. Size của chiếc xe là size M. Size M. Sơn của chiếc xe em đánh giá là cũng khá là mới. Có một vài vết xước nhỏ nhưng mà nó lại là sơn sần cho nên là không nhìn thấy gì. Khá là không, khá là đẹp, khoảng trên 80%. Lốp của chiếc xe đã được trang bị lốp B-Line. Mang cái cỡ lốp là 27,5 inch, quả là 2.2. Lốp này thì nó khác với cái lốp địa hình 26 inch bình thường. Đó là rất là phù hợp cho các cái bác cao to từ 1m trên 1m7 và có chiều cao, có cân nặng khoảng 70-60 cân đổ lên đến gần một tạ, thì đi những chiếc này thì nó sẽ phù hợp với cái chiều cao và cân nặng của các bác hơn. Còn những cái chiếc xe địa hình bánh 26 inch, bởi vì là bánh 26 inch thì nó hơi bé, đi nó giống học sinh quá. Còn những các bác mà cân nặng trung bình, chiều cao chuẩn thì đi bánh 26 vẫn ok. Còn một số bác thích rèn luyện và đạp cho nó nhanh hơn. Thứ nhất là đạp nhanh hơn vì chu vi bánh nó to hơn. Thứ hai là đi nó phù hợp với dáng người hơn, thì các bác có thể lựa chọn cái dòng 27,5 inch này. Về cấu hình của chiếc xe thì được trang bị một cái líp thả 8 tầng của hiệu Shimano. Bộ đề là Shimano Acera, cao cấp hơn Tourlay, cao cấp hơn Antut, khá là tốt. Đứng thứ 3 từ dưới lên rồi, rất là tốt, phù hợp với chiếc xe. Gạt đĩa Shimano và đùi đĩa 3 tầng. Xích của chiếc xe còn rất là mới. Ôm sát đĩa rất là mới. Xe đi rất là ít,
Về như các bác nhìn thấy gai lốp rất là ít luôn. Về sóc, giảm sóc trước của chiếc xe thì được trang bị giảm sóc thủy lực dầu của hãng FR Santour. Đây là một hãng sản xuất giảm sóc thì quá nổi tiếng rồi, gần như là 90% các cái xe đạp địa hình trên thế giới bây giờ thì sử dụng giảm sóc này. Lốp Beeline cũng giống đằng sau, lốp của hãng WTB, một cái hãng mà sản xuất lốp và yên cực kỳ nổi tiếng trên thế giới. Về trên tay cầm thì cũng là một cái tay cầm dài, dòng địa hình của Bắc Mỹ thì hay có cái ghi đông dài để mà kiểm soát cái hành trình leo đèo hoặc xuống đèo tốt hơn. Phanh dầu, phanh dầu thủy lực. Xe được trang bị tay bộ tay chuyển số 3x8 tốc độ của hãng Shimano. Cồn bát các bác cũng thấy là chữ Calondale nguyên bản của chính hãng. Tay lắm chính hãng. Đây là bên này của chiếc xe, sơn khá là đẹp, khoảng 80-90%. Bê đan cũng là chính hãng luôn. Các bác có thể nhìn vẫn nhìn thấy logo của hãng Calondale. Tất cả nguyên bản xe em nguyên bản hết. Thương hiệu Canada. Phanh dầu Paromax. Bánh vâng. Và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video, giá bán là công khai, và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí, còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng phụ kiện về, và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8/10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em là em bán đồ cũ, cho nên số lượng chiếc xe chỉ có 1 chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển cọc thấp nhất là 500.000, thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là em sẽ
là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền. Đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa. Chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác, thì tùy theo có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia, thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoản 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.